Ok, tiếp theo sẽ là bài tập thứ hai ha, trong cái lộ trình 50 bài tập cơ bản của Solid World. Rồi, được chưa? Mọi thông tin mình đã điền hết trên đây và các dịch vụ mình đang cung cấp ở đây ha. Và đây sẽ là fanpage của mình. Ok, đây sẽ là fanpage của mình. Và đây sẽ là kênh YouTube của mình. Nhớ mọi người nhớ vào ha. Đây sẽ là một cái video buổi học, một trong những các buổi học của mình để mọi người tham khảo thử cái buổi học của mình nó diễn ra như thế nào, nội dung như thế nào và cách học như thế nào ha. Rồi đây sẽ là cái video giới thiệu và tài liệu và các khóa học của mình đang cung cấp. Ok, và các dịch vụ thiết kế làm đồ án hay gì đó vân vân. Ở đây. Rồi. Bắt đầu vào tiếp cái video bài tập thứ hai. Thì như tất cả bài tập mình đã nói rồi hơn, mọi khi mà nhìn vào một bài tập, tập phân tích giùm mình cái chi tiết này được cấu tạo như thế nào, bắt đầu vẽ từ đâu. Rồi mình hiểu năm nay là gì, chi tiết này nó đang có được cấu tạo bởi hai cái. Đầu tiên là một cái khối hình chữ nhật gì đây. Đó, một cái khối hình chữ nhật nằm mặt bằng đây ha. Cái thứ hai là một cái khối gì đó nằm lên trên cái khối hình chữ nhật đó. Rồi cắt xéo này nọ này tính sau. Vậy là có nghĩa là chi tiết này có hai khối. Khối hình chữ nhật cái đế và một cái khối hình U gì đây. Đúng chưa? Rồi cái U này nó cắt xéo rồi tính sau. Rồi vậy là mình hiểu được vấn đề. Chi tiết này được cấu tạo bởi hai khối. Khối nào vẽ đầu tiên? Thì mình ưu tiên mà vẽ khối hình chữ nhật, tại vì sao? Tại thiệt ra là hai khối thì cái nào vẽ trước cũng được ha. Ok, nhưng mà cái nào nó cho mình nhiều dữ liệu nhất và đơn giản vẽ trước được liền thì mình ưu tiên mình vẽ hơn. Ví dụ như ở đây mình thấy là cái khối hình chữ nhật đây nè, mình ưu tiên mình vẽ nó trước, tại vì sao? Vẽ xong hình chữ nhật đây không, mình có cái viền, có được cái viền này, mình vẽ được hình chữ U này dựng lên. Ok chưa? Mình cắt xéo. À, và nhớ trong cái bài này thì mình sẽ có một cái lưu ý như sau, là mình sẽ ưu tiên mình vẽ hết nguyên một sketch này luôn, rồi lát nữa mình chọn vùng để mình extrude lên trong cái thằng select counter ha. Rồi triển khai, vậy là trong bài này mình chỉ cần vẽ như cái khối này là xong rồi này, hình 2D của khối này là xong rồi, ha. Thì khi qua 2D thì mình ưu tiên mình vẽ cái gì trước? Đây là bài 1 ha. Qua 2D thì mình vẽ cái gì trước? Ok, qua 2D thì vào trong 2D thì mình có một cái quy tắc là vẽ 2D đúng không? Bắt đầu vẽ từ đâu? Thì mình cũng ưu tiên là gì? Vẽ từ những cái vị trí mà nó có nhiều dữ liệu nhất và có nhiều kích thước nhất, vẽ đen được liền. Ok chưa? Đó. Rồi, ví dụ như hình này thì mình thấy đơn giản như nó là cái hình chữ nhật thì mình ưu tiên mình vẽ ngay cái hình chữ nhật là xong rồi. Không có gì phải bàn cãi ở đây ha. Rồi. Ok, rồi bắt đầu mình hiểu vấn đề, mình sẽ triển khai, mình sẽ vẽ cái hình chữ nhật ra trước ha. Mình cho kích thước là xong rồi, đúng không? 70, 40. Ok chưa? Rồi, ở cái hình chữ nhật đây mình sẽ có một cái thằng phi 20 nữa. Đúng chưa? Và cách từ thằng này tới thằng này là 50. Ok, mình có một cái hình vòng tròn, thằng này nó sẽ phải thẳng hàng với thằng này ha. Ok. Vẽ phác thảo, tạo ràng buộc, ghi kích thước. Ok chưa? Bước 1 chọn mặt phẳng cộng phác thảo, bước 2 vẽ phác thảo, bước 3 tạo ràng buộc, bước 4 ghi kích thước. Ok, đó là lộ trình quy tắc để mình vẽ SolidWorks, vẽ 2D SolidWorks cho nó đơn giản ha. Rồi. 20. Ok, rồi, sắp. Đúng chưa? Ở đây mình fillet R10 nữa ha. Rồi, fillet 10. Ok. Còn gì nữa? À, mình vẽ luôn cái này đi ha, để chi lát nữa mình chọn cái multi. À, lúc mà mình dựng khối mình chọn hơn, hoặc là gì mọi người có thể chia từng khối đó vẽ cũng được, không thành vấn đề. Ok, bài 1 mình đã vẽ theo kiểu multi rồi ha, vẽ theo kiểu mà chọn rồi ha, thì bài này mình sẽ vẽ từng khối ha. Ví dụ đây là một khối này thì mình dựng ra trước, dựng lên 20. Ok dạ. Rồi thì trên cái bề mặt này mình tiếp tục làm gì? Vẽ tiếp cái khối hình chữ nhật này, đúng chưa? Ok. Rồi, kéo đường centerline ra ha. Đó, mình lấy cái đường centerline này, mình cài phím tắt hơn, tại vì mình cài phím tắt nên là mình thao tác nó sẽ nhanh gọn hơn. Đấy. Ok, được chưa? Đỡ chi hai thằng này nó sẽ luôn thẳng thớm. Rồi tương tự, mình sẽ chọn hai thằng này nó đối xứng qua nhau. Được chưa? Đó, tắt ẩn đây để hiển thị ra được cái vùng mà nó đang biên dạng kín để mình dễ quan sát hơn ha. Rồi, 30 nè, thấy chưa? 30 nè.
Rồi từ thằng này vô này là 20, vậy là khoảng đây là 10 nha. Có nghĩa là đây, đoạn đây là 30 này. Và cái đoạn nhỏ đây là 20. Đó, vậy thôi. Thằng này với thằng này là bằng nhau. Ok chưa? Rồi cái đoạn nhỏ nhỏ bên trong này là bao nhiêu nữa? Đây. Hai cái mép đây này ha. Lọt lòng giữa hai mép này là 20. 20. Ok chưa? Vậy là mình có được cái biên dạng này chưa? Rồi mình dựng khối lên. Ok ha, dựng lên bao nhiêu? Dựng lên bao nhiêu? À thì mình có thể tính toán nha. Một, mình hiểu thằng này 20 thì đương nhiên từ đây dựng lên 20. Đương nhiên hiển nhiên rồi đúng không? Thì nó sẽ đủ là 40. Còn hai là mình sẽ dựng đuôn kích thước 40, thì kích thước 40 đây nó ghi kích thước từ dưới đáy lên đúng không? Thì mình vẫn dựng kích thước là 40. Ok, và bắt đầu từ đâu? Đó, bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ cái bề mặt dưới, bắt đầu lên thì mình sẽ đạt được kích thước 40. Đúng chưa? Rõ ràng chưa? Ok, hiểu ha. Rồi, nó cho xem mình làm gì ha. Rồi tương tự bên cái bề mặt bên góc bên này, nhớ coi thử hình chiếu đồ này nọ nha. Thì cái bề mặt hình góc bên này nè, đó, cái cạnh đây nè, nó cắt vát xuống. Đó, vậy ngay chỗ ở đây. Nó sẽ cắt vát xuống và mình có thể show thằng này ra để mình lấy cái đường nét. Ok. Đó, đúng không? Ngay chỗ đây là 20 nè. Đó, nó cắt vát cái hình tam giác đây nè. Rồi, rõ ràng chưa? Cắt. Ok, mọi người có thể là cắt nhập kích thước rõ ràng hơn hoặc là up to surface để tới một cái bề mặt nào đó. Ok, hoặc là up to net ha. Ok, nó chạy qua, nó cắt ngang qua hết cái lượng vật liệu đó là nó ngưng net tới cái bề mặt tiếp theo là nó ngưng ha. Rồi. Xong chưa? Vậy là mình xong được cái bài thứ hai. Ok ha, biết thêm một cách thì làm thêm cách khác ha. Rồi thử thủ thuật đồ vô. Ok chưa? Rồi đó, vậy là mình xong hết ha. Rồi, ai có câu hỏi gì đó thì cứ đăng lên trên group này của mình hơn, và các thông tin về khóa học rồi này nọ và các dịch vụ mình đã đăng hết trên này ha. Rồi, ai có gì có thắc mắc gì hoặc cần hỗ trợ gì cứ nhắn trực tiếp cho mình qua Facebook hoặc là Zalo ha. Zalo 0981402 997. Ok. Ok. Rồi, chào mọi người.